Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Honda Hồng Đức ạ. Ngày hôm nay chia sẻ tiếp tục lên video này để cập nhật cho bạn về cái mẫu xe Future. Thứ nhất là màu độ quay thái màu trắng đỏ, và thứ hai là cũng là độ theo phong cách quay thái luôn, đó là màu đen bóng nha quý anh chị. Thì trong phần video này chia sẻ cập nhật lại cho quý anh chị về hai cái mẫu màu sơn xe đen hot nhất thị trường hiện nay và được rất là nhiều khách hàng đã quan tâm về hai cái mẫu màu sơn xe độ này và đã có bình luận và cũng như là đã có những cái tin nhắn đã nhờ Chí là quay chi tiết cận cảnh hai cái mẫu màu sơn xe này để cho các bạn cùng tham khảo nha. Thì cái mẫu màu đen nhám này á, cái mẫu màu đen bóng này độ theo tem quay y á, là bên Chí là đã có đặt độ từ rất là lâu rồi. Nhưng mà ngày hôm nay là đã có một bạn đã yêu cầu quay, cho nên Chí đã đặt thêm xe về để quay, mục đích là để quay cho bạn nó xem thôi. Chứ hiện tại nay thì cái mẫu xe này bên Chí là đã những cái mẫu phong độ này đã có từ trước lâu rồi và đã bán rất là chạy và đã hết hàng rồi. Thì ngày hôm nay là Chí đặt riêng chiếc xe này để quay cho quý anh chị mình cùng xem nha. Thì cái mẫu màu đen bóng này á, thì quý anh chị mình thấy là toàn bộ cái nước sơn ở trên xe này là theo một cái tông màu là màu đen bóng ha. Và tem của nó là được tem là phun sơn luôn. Ví dụ các bạn mình xem đây là tem Honda nè, trông rất là đẹp nha. Và chạy dọc theo xe các bạn mình thấy là cái tem BGM FA nè, và cũng như là cái tem Future FI 125i nè. Đây, tem rất là đẹp nha quý anh chị. Và xe này á, thì nó được toàn bộ là full đen luôn nhé quý anh chị, là chỉ có pha một chút là tem là màu trắng xanh thôi. Trong xe rất là chắc và rất là đẹp. Các bạn mình nhìn ở bên hông như này, mình nhìn xe này, các bạn nhìn trong xe rất là chắc ha, chắc chơi luôn quý anh chị. Là xe này á, hiện tại nay thì nó được độ lên từ phiên bản bánh mâm nha. Thì xe Future LED này á, hiện tại nay á, thì được rất nhiều khách hàng đã săn đón và cũng như là tiếp nhận về cái mẫu xe Future này rất là nhiều. Thứ nhất là về cái kiểu dáng rất là đẹp, hợp thời trang. Thứ hai nữa là cái khối động cơ rất là bền bỉ và tiết kiệm xăng, là khối động cơ là 125cc, 4 kỳ xe lanh đơn và là mát bằng không khí. Thì mỗi cái mẫu xe này á, thì chắc hẳn là Chí không cần phải giới thiệu lại chi tiết cho quý anh chị mình cùng nắm đâu nha. Thì chắc các bạn đã biết rõ về cái mẫu xe này, coi chừng là biết còn nhiều hơn Chí nữa. Và cái mẫu màu trắng đỏ này á, thì được bên Chí là up lên theo kiểu Thái nha quý anh chị. Là thay vì cái phiên bản green của nó là màu trắng đen, ốp này màu đen, ở đây đen và yên màu đen, thì bên Chí là sẽ up lên là thành màu đỏ nha. Trong xe nó sẽ ấn tượng hơn, có điểm nhấn hơn, và tay giác được up lên màu đen nha. Đây, rất là đẹp. Mẫu xe này bên Chí bán rất là chạy, làm theo kiểu như là quay chỉ các bạn. Và giá bán hiện tại nay thì dành cho mẫu xe này thì đang có giá bán cực kỳ rất ưu đãi cho quý anh chị nha. Thì giá là chỉ từ là 34.490.000 đồng thôi quý anh chị. Và khi mà khách hàng mình mua xe trong tháng 2 này thì các bạn sẽ được hỗ trợ là rất là nhiều chương trình khuyến mãi dành cho mẫu xe Future này. Thứ nhất là mình sẽ được hỗ trợ là phí đăng ký xe nha, là hỗ trợ được 1 triệu đồng chịu hẳn vào giá xe. Và thứ hai nữa là từ nay đến ngày 19 tây khi mình mua xe được 2 bao lì xì nữa nha. Trong bao lì xì nó sẽ có tiền mặt là mệnh giá là 100, 200, 500 hoặc là 1 triệu tùy theo quý anh chị mình may mắn mình mua 2 bao lì xì nha. Ngoài ra là có chương trình là dành cho những anh chị nào mình có xe cũ, mình muốn đổi lên đời mình mua xe mới á, là mình sẽ được nhận được một cái voucher giảm giá trên xe mới là được 1 triệu đồng nữa. Là như là quý anh chị có xe cũ như là xe 50 Trung Quốc, xe khác hãng đi, mình cứ mang lại, bên Chí có thu hết tất cả các mẫu xe đó cho các bạn để mình đổi xe nha. Và khi mình đổi xe vậy đó, bên Chí sẽ định giá xe cũ cao, giá cao hợp lý cho bạn để mình đổi mình mua qua xe mới. Và khi các bạn mình đổi xe mình mua xe mới á, sẽ được hỗ trợ là giảm giá được thêm 1 triệu đồng chịu thẳng vào giá xe nữa cho quý anh chị. Và bên Chí sẽ cam kết là thu với giá xe cũ là hợp lý cho bạn, đúng với giá thị trường và có thể là tốt hơn để cho quý anh chị mình đổi xe nha. Và ngoài ra chương trình dành cho công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp An Nghiệp á, khi mình có mua xe là mình sẽ được hỗ trợ là giảm giá từ 500 cho đến 1 triệu đồng nữa. Thì quý anh chị mình đang làm việc tại khu công nghiệp An Nghiệp thì cứ mang theo cái thẻ công nhân đi đến cửa hàng để mình nhận được ưu đãi khi mình mua xe mới nha. Ví dụ như mua xe số sẽ giảm được 500.000, mua xe tay ga hoặc con tay giảm được 1 triệu đồng dành cho công nhân. Và chương trình khi mình mua xe sẽ được tặng nón bảo hiểm, 2 lít rưỡi xăng, 6 lần thay nhớt giảm được 50%, móc khóa thẻ VIP nữa cho quý anh chị. Ngoài ra mình có gắn những cái phụ kiện kèm theo xe như là ba ga, công tắc đèn, nano, chống trộm gì đó, mình sẽ được hỗ trợ là giảm giá được 30% trên món đồ của bạn khi mình có gắn phụ kiện nha.
Thì cái mẫu xe Future này á, thì bên Chí còn đầy đủ hàng cho quý anh chị để mình lựa chọn nha. Ngoài những cái mẫu màu sơn xe nguyên bản của Honda ra thì bên Chí có những cái mẫu màu sơn xe độ cực kỳ rất là đẹp cho quý anh chị để mình tham khảo. Thì ngoài hai con màu này quay y ra thì bên Chí còn những cái màu khác như là màu bạc đỏ nè, màu xám chuyển sắc hồng tím hoặc là màu xanh quay thái. Nói chung là còn rất là nhiều màu độ nha. Quý anh chị nào cần tham khảo thêm á, thì cứ để lại số điện thoại hoặc bình luận comment ở bên dưới, sẽ có nhân viên tư vấn cho quý anh chị. Hoặc là cứ gọi số điện thoại của Chí hoặc là An có trên màn hình, sẽ có nhân viên tư vấn cho quý anh chị nha. Cái mẫu màu đen này là quý anh chị, thì nguyên bản green của nó thì nó chỉ có màu đen nhám thôi. Thì trên cái mẫu màu độ này là bên Chí độ lên màu đen bóng nha, dành cho quý anh chị nào mình thích sử dụng bóng thì mình có thể là mình đi cái màu này nha. Thì cái màu này á, thì quý anh chị mình có thể thấy nè, màu độ thì rất là chất lượng và rất là đẹp cho quý anh chị, với những cái ánh kim tuyến ở dưới nước sơn trong xe rất là chắc nha quý anh chị. Thì cái màu này thì mình lau chùi thoải mái không sợ bị bong chóc tem nha, và có chế độ vỏ hành màu sơn lên tới là 3 năm cho quý anh chị. Ví dụ như quý anh chị mình cứ sử dụng thoải mái, có bị phai bong chóc bạc màu cứ mang lại bên cửa hàng ở bên Chí sẽ được bảo hành lại cho quý anh chị nha. Bảo hành 3 năm là bảo hành cho quý anh chị, mình sẽ có an tâm hơn khi mình sử dụng thôi. Thật sự ra thì cái mẫu màu sơn xe độ này rất là tốt, rất là bền nha quý anh chị. Về thứ nhất là về cái khối động cơ nè, là nó rất là bền bỉ, tiết kiệm xăng và dàn áo thì nó rất là đẹp. Và thêm vào đó là những cái mẫu màu xe độ được thiết kế, được design theo phong cách rất là mới lạ. Thì quý anh chị có thể là khi mình sử dụng xe này thì mình sẽ như là mình sẽ trang bị cho mình một chiếc xe đầy đủ những cái gì tinh tế nhất của cái dòng xe Future này nha quý anh chị. Thì ngoài ra được trang bị những cái chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn cho quý anh chị khi mình có mua xe. Thì Chí xin nhắc lại, thì chương trình khuyến mãi của dòng xe Future này sau khi hỗ trợ trừ giảm giá cho quý anh chị, mình mua hàng bánh căm là giá là 34.590.000. Bánh căm là chỉ từ 38 triệu thôi, nhưng mà mình sẽ được hỗ trợ chương trình là dành cho các bạn khi mình mua xe, như là hỗ trợ thuế cho chiếc bạ chịu hẳn vào xe được 1 triệu đồng nè. Và được nhận ngay là chương trình dành cho công nhân viên đang làm việc tại khu nghiệp An Nghiệp giảm được 500.000 nè. Hoặc là chương trình thu xe cũ đổi xe mới giảm được 1 triệu đồng chịu hẳn vào giá xe nữa nè. Và chương trình hỗ trợ trả góp là mình chỉ cần trả trước chỉ từ 10% giá trị xe thôi. Và lên xe online cho quý anh chị, rất là nhiều chương trình nha quý anh chị. Ngoài ra khi mình mua xe mà đã có bạn bè người thân đã có từng mua xe bên Chí rồi á, khi mà tới sinh nhật của mình á, bên Chí sẽ có hỗ trợ là tặng thêm cái phiếu mua hàng khi mua xe mới giảm được 500.000 nữa. Thì cứ mang cái phiếu đó lại để mình được hỗ trợ giảm thêm giá nha quý anh chị. Thì rất là nhiều chương trình khuyến mãi đã áp dụng ở hệ thống Hết Honda Hồng Đức và cũng như Hết Hồng Đức 10, rất là nhiều xe cho quý anh chị để mình lựa chọn. Thì video của Chí đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại với anh chị vào những video tiếp theo ạ. Xin chào ạ.